game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Sau ngày hôm nay cảm thấy quán của mình đã vắng khách quá vậy ta, không biết khách khứa của mình đi đâu hết trơn rồi cả. Sau ngày hôm nay mình cảm thấy trống vắng quá vậy ta, có ai đó trả tiền cho mình không ta? Cái gì chị Panda, né ra. Cái gì? Dạ, bình mật ong anh Hút ơi. Nè mật ong của em nè. Đấy là vậy. Đồ của anh kìa. Chị gom tiền giùm cho. Cái gì chị Panda, chị thôi đi, chị làm gì hoài vậy? Để em buôn bán chị Panda. Nè hôm qua con kêu chị đi chơi đèn xanh đèn đỏ rồi hả, cho chị 40 mấy tỷ viên kim cương, giờ đâu chị không thấy. Chị biết khùng em nói 40 mấy tỷ viên kim cương này nào, một cái ông này đánh ra coi ông có mua hàng không. Trời ơi có mèo làm chứng này, đúng rồi mèo ơi, con có nhớ ngày hôm qua không? Ngày hôm qua làm gì? Ngày hôm qua chị với ông Hút đi qua phá tiệm của em chứ làm gì? Trời ơi con quên hả, hôm qua mình chơi đèn xanh đèn đỏ với nhau đó, mình là những con heo vui nhộn, con không nhớ hả? Chị Panda là vua heo á mèo. À thì sao có sao đâu. Nhưng mà hôm qua hứa là chị chơi thắng đưa chị tiền, rồi tiền đâu? Tao ai hứa chị chơi thắng đưa chị tiền đâu? Chị nghĩ gì vậy? Chị nghĩ gì vậy? Trời ơi vậy là tôi không để xạo, hôm qua hứa rõ ràng có mấy em dân làng làm chứng nữa nè. Trời ơi bà nói tôi vậy nè mèo, hôm qua tôi rủ bà đi chơi trò đèn xanh đèn đỏ, bà chăng mèo nhớ không? Nhớ. Chứ bà nghĩ là tôi giống như trong phim SQUID Game vậy đó, bà thắng là phải cho bà 40 mấy tỷ mèo, mày coi đã đời không? 40 mấy tỷ kim cương đâu ra, chị nghĩ gì? Trời ơi trời, trong người em giờ lục ra chỉ còn cái quần với cái nón rồi chị ta. Bà coi như là nói chơi thôi chứ ai đi vậy? Hôm qua vẫn đi chơi rõ ràng, nói rõ ràng. Tham lam thiệt luôn á. Trả tiền đi hồi thôi, trả tiền đi thôi, trả tiền cũng né ra, trả tiền đi em dân làng ơi, trả tiền đây, Pháp Tây ơi trả tiền. Pháp Tây ơi trả tiền đâu trả. Trời ơi mấy con cá này trả tiền đi không, trả tiền đây. Nghe nè. Ê Pháp Tây ơi, nó nghe. Quán chị có cái này hay lắm, vô đây chị cho con coi cái này nè. Gì vậy chị mèo? Lâu lắm rồi con mới trở lại cái ngôi làng này, chị cho con coi. Ta-da. Đâu? Chân vô tốn 6 viên kim cương em. Trời ơi gì vậy? Em vô đây chưa thấy gì hết rồi, lấy kim cương em rồi. Nè con vô con thấy ba con này được lấy 6 viên kim cương, ở đây lịch mới của làng lệ làm con ơi, lẹ lên đưa chị. Trời ơi, em có thịt nè, lấy không lấy thôi chứ giờ không có kim cương đâu. Cưng có em bữa rồi qua mua á, mặc áo quán cũng không đưa kim cương cho chị đúng không? Đừng đưa tay em bữa rồi đi. Rồi. Đó, em bữa rồi đó, em chỉ có nhiêu đó thôi à. Sáng ra mới bán được cho Foxb mỗi có mấy viên em bữa rồi. Ôi, em bữa rồi đâu, em bữa rồi đâu, trả tiền đây, em bữa rồi đâu, tựa trả tiền. Trời ơi, chị Panda chị thôi đi em lại chị, em làm gì có tiền. À nhầm, em không có tiền thiệt này, chị nhận trên tay em có gì đâu. Vậy cũng lại cưng trả hả? 40 mấy tỷ viên kim cương hôm qua cũng chị đây trả. Chị làm quá nhảy xuống sông luôn chị Panda. Chị cũng kiếm. Đây là cuối tôi với bà Panda mà đòi hoài. Trả tiền đây. À chị em đi, em làm gì có tiền mà đưa cho chị. Trả cho chị đi. Thôi đúng là đi câu cá không được yên nữa, bây giờ mình tắm là an toàn nhất, hy vọng là chị Panda bà không dí theo bà đòi nợ mình nữa. Mà mình có hy vọng là kỳ này cứ trả tiền cho chị đi thôi. Trời ơi tôi khổ quá. Em có bắt nợ chị Panda. Thôi giờ lên chơi game là được yên ổn nhất. Ủa trời. Gì vậy? Trời ơi. Tiền cho chị. Trời chị phá nhà em, chị để chị đòi nợ cho chị Panda. Trời ơi chị nhà của tôi, cứu tôi với chị Panda. Trời ơi còn nằm đó ngái hả, con kìa ngái con làm dai hả? Cái gì vậy chị Panda? Nè vậy trả tiền cho chị đi. Trời ơi em không có mặt nợ chị mà em nói rồi mà sao chị lì quá chị Panda. Bây giờ tôi không trả tiền không vậy, cưng ngủ đi, chị chúc cưng ngủ ngon nha. Để em ngủ nha. Ừ chị cũng ngủ với cưng. Cho chị hết rồi thôi. Không trả cho chị. Trả tiền cho chị đi rồi chị về. Em không có mặt nợ chị Panda nè. Em còn như đây em mới bán được cái chai mật ong vô Foxb cho chị lấy hết đi rồi chị em ngủ. Một chai mật ong mà bán như đây tiền thôi, cưng chạy bán nữa đi hết. Trả tiền cho chị hết. Trả tiền cho chị Panda ơi, trả tiền cho chị. Chị Panda chị tha cho em đi, chị Panda em mệt lắm rồi chị Panda. Nè nè cưng trả tiền cho chị đi rồi chị sẽ tha cho cưng liền luôn. Em nói thiệt với chị luôn em mệt lắm rồi chị Panda. Tôi thấy cảnh tượng nào mà như cái cảnh tượng này luôn á, khủng khiếp luôn á. Mệt quá rồi, từ tối chị không có ngủ được với cưng luôn á thôi. Trời ơi chứ em ngủ được với chị à. Hai con mắt chị bây giờ nó đen thùi lùi, nó xanh lè xanh lét tâm trí. Chị nhìn con mắt của em nè giờ nó muốn chỉ thành màu nâu luôn rồi chị Panda ơi, cậu em luôn hết rồi. Chị thôi đi chị Panda ơi. Thôi ơi. Chị quá à, ai thiếu nợ cho nên chị đi hay chị đòi cái khủng khiếp quá vậy. Thôi ơi, cưng thôi đi mèo ơi, cưng cũng thôi đi, cưng để cho chị tập trung không? Không rồi, chị phải là người thôi đi á, chị coi nguyên cái làng này chị phá không hết tiền qua tới giờ phải tội nghiệp không luôn. Cưng làm chị bắt mục tiêu rồi đó mèo ơi, chị bực cưng quá vậy cưng trả tiền đi cho chị không phút đi à, trả tiền cho chị phút đi rồi. Hôm qua cưng không có chơi nhưng mà cưng cũng có câu gì cưng trả tiền cho chị đây. Trời ơi vậy trả tiền cũng được nữa rồi. Thôi được rồi để em giải quyết chuyện này. Trời giải quyết sao lấy tiền hả? Vậy nước quán này chị cũng được. Ừ đúng rồi chị lấy cái quán em chị ăn giọng cũng được. Thôi mà quán này rẻ lắm. Ủa gì Panda mấy bạn biết cái thói của bà Panda đó, bà đòi cái gì mà không được hay là bà đòi tới già tới chết tới đụng râu luôn bây giờ cũng còn đòi á. Hay chắc là mình phải giải quyết chuyện này giúp đến Hút thôi chứ. Tôi là một con rùa, tôi ở dưới nước thôi chứ tôi không trên bờ nữa đâu. Tôi nghe em Hút quá à. À nghe em biết này. Giờ em biết chỗ mà có người. Em biết chỗ của nó hết rồi chứ không. À, chị Panda, em là rùa mà chị Panda. Em biết chỗ mà có người thiếu chị 40 mấy tỷ viên kim cương nè. Thiệt không? Thiệt, đúng rồi. Chỗ này mà chị đi ra đó chị đòi em đảm bảo chị là được. Người ta sẽ lấy 40 mấy tỷ viên kim cương thiếu chị ra ta trả chị luôn. Wow. Chị chỉ cần chơi mấy trò chơi đơn giản như đèn xanh đèn đỏ ngày hôm qua chơi lại lần nữa là được hả chị Panda? Cái đó chị biết chơi mà, mình vô chơi người ta trả tiền cho mình thôi đúng không? Đúng rồi, nhưng mà lần này em cảnh báo chị nha, chị phải thật cực kỳ thận trọng để chơi trò chơi này. Dạ, chị phải quyết định lựa chọn đi. Bây giờ chị có thể hối hận còn kịp á, chứ nếu mà một khi vô trò chơi rồi không bao giờ dừng lại được đâu, mà trò chơi nó nguy hiểm lắm đó nha. Nguy hiểm hả chị? Dù hả miễn có 4 tỷ viên kim cương trả ra cho chị thì chị không sợ cái gì đâu. Đi nào hết, đi với chị nào. Em mệt lắm rồi chị với chị để theo chị. Ê, lần này chơi là 40 tỷ viên kim cương thiệt á chứ không phải giả đâu. Là sao mẹo? Thì tôi sẽ dắt ông với chị Panda đi chơi trò chơi con mực thật sự chứ không phải là cái trò đèn xanh đèn đỏ giỡn của ông ngày hôm qua. Trời ơi, mèo làm sao làm đi để chị Panda bả thay cho tôi đi mèo ơi, chứ tôi đã xài bà lắm rồi. Nè, thà ông đi rồi đó, hên xui ông lấy được 40 mấy tỷ viên kim cương, hay là ông cứ để bà Panda dí ông đòi tiền. Tôi nhất định phải chiến thắng trò chơi để tôi trả tiền cho bả chứ tôi không biết tiền đâu, tôi trả cho bả mà tôi không mắc nợ bả mà bả đòi hoài luôn á mèo. Không, tính ra chiến lược lần này là cả team tụi mình đi lấy 40 mấy tỷ viên kim cương mặc dù không ai thiếu nợ để trả cho chị Panda mấy bạn. Chị Panda thật là lợi hại quá đi. Ok mấy bạn ơi, nếu như bạn thích video này thì quên thả like cho video của mèo nha. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau đi lấy 40 tỷ viên kim cương của chị Panda nè. Chị Panda em không thiếu nợ chị đừng có đòi em nữa. Vô rồi nè. Ủa rồi biệt đội SQUID Game của tôi đâu mất tiêu rồi mọi người ơi. Đi đâu hết rồi, mau tập trung ra đây. Bây giờ đang mất đứng rung rồi mèo ơi, chị sợ thôi đưa chị về đi mèo ơi. Không chơi đâu. Chị đòi vô đây xong giờ chị đứng đó chị thôi chị sợ thôi chị Panda. Chị đòi vô đây vậy đó. Chị chỉ muốn lấy 4 tỷ với kim cương chị lưỡi thôi. 4 tỷ của chị đã được cắt trên con heo bằng vàng trên kia kìa. Chị chờ chị thấy con heo đó không? Một khi mà kim cương đổ đầy con heo đó, con heo sẽ bể ra và chị xuống chị lụm tiền của chị Panda. Nhưng mà vẫn còn rung. Giờ chị xuống đây không? Chị leo đó chị đứng chị rung quá. Im lặng cho tôi ngủ rồi. Tôi đang đây nè. Ê chị xuống chị ngủ vậy? Tụi lúc này mình có đồng phục đẹp nha. Trời ơi em bị kẹt cái đầu đây nè. Nè tôi nè mèo. Dĩ nhiên là tôi thấy ông rồi, ông số báo danh là số mấy vậy ở đây nè mọi người? Tôi là số báo danh là số 1, tôi là người số 1 đó mèo. Người số 1 hả? Đúng rồi, tôi đầu bạc là tôi số 1 nè. Tôi là người số 3 hay gì á, còn chị Panda là số 2, còn Uya Foxb là số 4 đó mọi người. Đúng rồi, số 4 nè. Rồi luôn, Foxb là số 4 vậy là chị Foxb chuẩn bị thua đầu tiên rồi. Tại sao? Ok vậy. Thường thường trong khi người nào có số báo danh cuối cùng là người đó chết đó mèo. Tại vậy ta có số báo danh cuối cùng hay thắng lắm á. Chị Panda chỉ này nè. Cái gì? Mấy anh vuông vuông tròn vuông này chị thấy mà anh cầm gì trên tay không? Mấy ảnh là trọng tài á chị Panda. Vậy á hả? Ôi cái này có trọng tài nữa hả? Ừ, trong này trọng tài hơi bị gắt, hơi bị khó tính đó nha. Là mấy ổng móc cái súng ra xỉa chị á. Oh my god. Chị không có tham gia được đâu. Để chị chạy về nhà chị mượn súng của RedhoodVN đem theo chơi. Ê không có súng chị Panda. Sao vậy? Tại quá à, vô đây chị không thấy là mình bị lấy hết trơn đồ ra. Chị có mấy cuốn sách luật lệ nè, chị nó chọn cái bộ đồ nha. Bị ghét thiệt luôn á. Nè dành cho những bạn nào đã biết SQUID Game rồi thì các bạn thấy cái thế giới này có giống không nè, bạn nào thấy giống thì đừng quên thả like cho tụi mình nha. Bây giờ chắc là sắp chơi cái trò chơi đầu tiên rồi đó. Nè, trò chơi đầu tiên theo tôi, đi theo tôi nè mèo. Vô đây hả? Tôi phải kết thúc bà Panda này. Vậy vậy thì cái này là cái sẵn. Trò chơi đầu tiên, đây nè. Trò chơi đèn xanh đèn đỏ. Green light, red light nè, đèn xanh đèn đỏ nè. Cái trò này có tên là bồ cua cu chăm hay tà đó mèo. Thôi đừng có cover cái bản của ta hay vậy. Bà Panda mà biết hát á. Thôi chị sợ giờ trong dám hát đâu. Thử chị Panda hát xong rồi chị chơi. Chị hát đi ta mới cho chị chơi. Chị lại đây chị đứng với nhỏ đó nè. Rồi chị hát với nhỏ đó nè. Cô qua cô xe la lên sầm mì ta. Trời hát xong cái tôi muốn mua luôn mèo ơi. Đi về. Chị hát như vậy cưng đi được nhiều lắm á. Thôi bây giờ bắt đầu trò chơi đi. Trò chơi thứ nhất nè mọi người. Rồi đó. Sao tối vậy? Ta bị đưa ra khỏi mặt đường. Vô rồi kìa mọi người. Tới mặt đường rồi kìa. Đẹp quá. Chị Panda đâu chị Panda. Dám đâu mà dám. Ôi nó xoay lưng lại kìa mèo. Đứng yên coi đầu lại kìa mèo. Wow, ủa mình không chạy ra thì có sao không? Không, cái không sao đâu hả? Chừng nào mình qua mất kìa mới tính. Vậy hả? Rồi vậy là chạy nè. Trên kia quá trời luôn kìa. Cái gì vậy? Ôi chị Panda với Foxb. Oh my god, chị Panda sắp bị sụp rồi. Trước mặt tôi luôn. Ủa, ơi mình lấy mà bộ cái gì mà hát nhanh quá vậy? Ôi cái con này khó lắm á mèo. Ồ đúng rồi, đừng có bắt lia kìa. Ê mình chỉ có hình như 2 phút để qua mặt thôi á. Ây da. Ê đừng có chạy nữa. Mình lấy mà bộ thấy không hút làm cái gì ghê quá. Cái đó tạo ba người sắp lót luôn hả? Ơi. Ôi chị Panda rung thiệt á chị Panda ơi. Làm thiệt trò này. Cố lên mèo ơi. Ok. Đó nó ngoài lưng rồi kìa chạy đi. Ôi mình đi hồi hộp rồi cái con này nó còn đáng sợ, mấy con này qua cũng hút đó. Đứa này con mắt nó liếc kìa, có thấy không? Nó đang lờ mình nó chạy đi. Xe bia là bị tắt á. Lờm kìa. Nó sắp với container rồi chị Panda chị. Thấy con mặt nó đảo chưa? Em còn 51 giây nữa là dễ. Rồi thắng qua tôi sẽ đi á bị tắt. Đừng có nhìn đi đâu hết. Ok ok đi đâu hết, nhìn một hướng rồi đó. Rồi mèo thắng rồi kìa. Ôi còn 35 giây luôn. Ôi trời. Rồi xong luôn, mèo thắng trời thứ nhất luôn rồi. Ba người ở phía sau mình. Quá tiền ơi. Thôi mẹ. Rồi qua trò thứ hai nè, mèo là người chiến thắng trò thứ nhất nha. Vậy là mèo lấy chuẩn bị lấy 40 tỷ á chị Panda ơi. Cái này là người thắng cuối cùng sẽ được lấy 40 tỷ á. Trò thứ hai là gì nè? Trò thứ hai có tên là dít kẹo, tách kẹo, liếm kẹo, nút kẹo. Ê chị biết liếm kẹo á. Chị Panda thấy cái trò này đáng sợ, trò hôm qua chị chơi chưa? Đáng sợ. Mình tôi nè, tôi giỏi cái trò tách kẹo lắm. Đến với sân tách kẹo rồi nè. Ôi đi nữa. Giáp nè. Ôi có sao? Tôi lựa hình có sao rồi. Chết rồi cái này khó quá. Được lựa không? Hay là người ta. Rồi xong luôn. Tôi hình đâu sao? À là dùng cái cây này phóng đó mèo. À dùng cái đĩa phóng nè. Rồi rồi cái cây này tôi thấy đáng sợ quá rồi. Cây này phóng nguy hiểm lắm luôn á. Tôi cũng sợ ghê. Ủa cái cây này nó có đầu rớt á. Ôi tôi chịu nữa. À tôi không hư rồi đâu. Trời ơi hết tỷ gì vậy? Tôi đeo cái bằng luôn hết. Tôi ngẫm rồi. Anh ba đi bà bồ. Ê đừng có ai hỏi chị gì hết nha. Em đang dung quá chị Panda ơi. Chị đang quéo rồi nè. Wow trời sợ quá. Còn bao nhiêu phút nữa vậy? Ok. Còn chắc tiếng mấy đó. Ôi vinh đâu dễ tắt quá trời ơi. Trời em cũng được cái hình tròn luôn nè chị mèo. Trời ơi hình tròn chị dễ tắt lắm cưng ơi. Sao dễ hả? Ủa cái cây này sao nó không phóng xa được vậy? Ôi tại vì chị đứng xa quá. Cái cây của em á nó tuy là nó có nhiễu nhưng mà em đã biết cách điều khiển nhiễu rồi đó. Mà cái cây chị nó không có nghe lời chị. Ủa hết bị bắn hả hết? Tôi bị bắn rồi mèo ơi. Còn 59 giây nữa. 59 phút nữa. Ủa 59 giây nữa. Vậy là tôi hoàn thành rồi. Trời ơi mọi người em chuẩn bị lấy tiền nữa nha. Nè con chuối mèo gãy nè mèo ơi. Đừng bạn ơi gãy quá gãy quá. Gãy đi. Thôi đi bạn, mình chơi phải ủng hộ nhau chứ. Sao mình lại làm như vậy với nhau? Cái cuối cùng lãnh tiền anh ơi cho em lãnh tiền. Trời ơi có tiền lại có tiền. Rồi luôn tôi bị bắn nè, tôi bị lỗi rồi nè mèo. Ê chị mới xong rồi nè luôn á. Rồi luôn tôi bắn là buồn quá. Ui em xong rồi nè. Phong Bi còn đang chống cự hả em? Rồi Phong Bi thắng luôn kìa. Wow. Chị sắp không đội trời chung với cưng rồi nha Phong Bi. Rồi luôn. Tới trò chơi cuối cùng nè mèo ơi. Mèo ơi vô đây nè. Trò tiếp theo là trò gì? Đây là trò chơi cuối cùng cầu kính. Ui cầu kính cái này chị biết chơi nè. Ủa cái này nguy hiểm lắm luôn á, cái này phải nhớ tự á. Này rồi chị luôn, cái này là sắp hàng nè. Tôi là số 1. Tôi nhảy trước hả? Ai biết. Đúng rồi, em đứng cuối á. Ai chơi bạn ơi. Rồi Foxb đứng cuối. Rồi luôn, Foxb sướng nhất. Đây. Cha-da, chào mừng đến với trò chơi cầu kính. Ui, cái này sao? Chơi này nguy hiểm lắm các bạn ạ. 2 phút rồi à, Foxb đi trước. Trời ơi, để em xưng phong nhảy trước cho. Để rồi đường bả này làm dễ lắm. Chị nghĩ là đúng nè. Nhảy một cái nè. Rồi, tiếp đi Foxb ơi. Nhảy tiếp. Ôi con phải luôn. Rồi luôn. Ở bên phải nè, ở bên trái nè. Bên đây nè, bên đây nè. Trời ơi, Phong Bi này nó bay giật lia lẹ luôn á. Ê, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Lại lên mình phải hợp lực là mọi người sắp hết vậy. Để tôi cái này nè. À, cái này nó xa kinh vậy luôn. Bây giờ mình phải chạy bên nào nữa ta? Ê, trời ơi. Kiến lâu quá nó bể kìa. Không ơi, kiến lâu quá bể đâu mèo ơi. Nó muốn bể là nó bể hả? Không, mình không đứng lâu nó sẽ bị bể á. Không có đâu, mình đứng lâu cái nào cũng không bể đó. Rồi, chạy qua tiếp mèo ơi. Rồi rồi rồi, chỗ của tôi đây, lẹ lên. Rồi nè, Foxb bay lên cái chỗ này nè. Đúng rồi mèo. Bên này, tôi nghĩ cái này bên phải đúng không? Rồi Foxb bay qua bên phải đi Foxb. Rồi, bên phải rồi. Bên phải tôi đóng đúng rồi, giờ bước lên cái nữa đi hết. Rồi tôi nè, tôi bước lên nè Foxb. Lên gọi ra. Rồi. Ôi gì vậy? Nó tắt đèn. Tắt đục đó mọi người ơi. Ui. Cái này nhảy đúng 4 thật luôn kìa. Kìa, bay qua đi mèo. Rồi cái này bên nào đi Foxb? Đi thẳng luôn mèo ơi. Thẳng luôn. Đúng rồi. Ôi đúng lại. Mèo ơi, qua đây nè mèo. Ok. Nè, cuối cùng á. Cuối cùng. Lên đi mọi người, lẹ lên. Tôi đang cố gắng nhảy qua nè. Ủa sao còn có tôi đâu vậy? Chị Panda đi không đi đâu. Trời ơi, chị đâu không rồi. Ôi, clip bà bồ. Trời ơi. Nó bể luôn. Trời ơi, nguy hiểm quá luôn. Quá tiền kìa. Ôi, cái này. Không, trò này là cả 4 chúng ta cùng nhau hợp lực cho nên là cả 4 người thắng. Rồi luôn, nhưng mà tôi thấy hình như không phải cả 4 người thắng đâu mọi người ơi. Trò cuối này khó chơi quá. Trò kiến này đúng là khó luôn á. Còn trò nào nữa không? Tới đây mình lấy tiền được chưa? Tới đây là hết rồi. Ủa? Lấy tiền đâu. Cầu này nó rớt quá chừng, có lụm được nào đâu. Con đâu. Oh my god. Con này nè mọi người ơi. Cái gì vậy? Khó hơn, cái tăng độ khó lên. Đèn xanh, đèn đỏ mà lava nữa hả trời. Đèn xanh, đèn đỏ chế độ khó nhất. Nếu chúng ta hoàn thành cầu này chúng ta mới được tiền. U là trời ơi. Được rồi, nãy giờ cầu kiến mình còn qua được mà đúng không? Chúng ta lại cầu kiến là mình dựa vào 4 người mình mới qua được cái mẹ. Bây giờ mình tiếp tục học lần đi, học cái gì với số tiền đó mình chia làm 4 đúng không? Rồi luôn, vô. Đây. Ôi, believable. Đó, mẹ thấy không? Chế độ lava. Ghê thiệt luôn á. Để láng lười còn khó đi nữa, còn vậy sao đi. Chết rồi, chết rồi. Cái gì vậy? Chị Panda rồi. Oh my god. Cái gì vậy? Chị bị nhảy xuống lava. Ôi, believable. Ủa ai nói vậy? Poppy bắt nó rồi. Sao em làm gì mới đem xanh xương rồi Poppy? Em xanh cỏ rồi. Hey, chị làm biết tôi cưng luôn đó mẹ. Tôi đứng đây nè. Đừng có dọc qua dầm nội nha. Ok ok. Rồi. Ui da. Ôm quá. Cái gì vậy? Chị Panda chị vừa lên cái hố xịt khói luôn cái gì chị Panda. Đừng có xoay qua xoay lại cũng không được đâu nha. Cái gì mà đứng sát mí vậy? Ai vừa làm gì? Chị Panda bắt còn sống. Rồi. Ok, giờ mình bắt đầu lại nha. Cái này là SQUID Game phiên bản lava. Rồi, nhảy đi mọi người. Đi hầm đi ta. Đứng yên nha mọi người, đứng yên. Ủa, lần này chúng ta có phải thành công hơn rồi. Thành công. Ủa kìa, nó quay mặt lên rồi mà em vẫn bị. Em đừng có nhúng vết, nó quay mặt lên rồi nhưng mà em nhúng vết là em sẽ chết đó. Cưng dạng như là cưng đừng đến thở luôn hết bây ơi. Té xuống rồi em hút bị bắt rồi mọi người. Trời ơi, em thấy hút bị xịt khói cái bên em luôn á. Rồi. Ôi. Ai? Trời ơi, tôi muốn đi qua đó mà. Rung quá. Chơi vậy là sao chơi? Cái gì vậy? Cái gì qua vậy? Ôi trời, cưng làm mất cái mặt nó rồi. Thôi em không biết xảy ra được nào. Bởi vậy. Rồi. Cô sẽ đi hàm gì ta? Rồi. Ok. Ủa, để em sẽ về lại với cái chương trình này nữa. Em còn 40 mấy giây lận, em nghĩ là một cô sẽ đi hàm gì ta? Cái gì mà tôi lọt nghe luôn lava vậy? Tôi muốn đu chân thì cũng từ đu chứ. Từ mà đu rồi. Mọi người ở đâu hết rồi? Sao cho cái bò sắp lớp mà tụi tôi ngủm hết rồi. Còn chị Panda đó mèo. Thôi. Rồi xong luôn, còn có mình tôi à. Ok, để tôi giải quyết cái con này luôn mới được. Một lần nữa thôi. Rồi thắng luôn. Quả là mèo lấy 4 tỷ, chị Panda 40 tỷ. Heo ơi, heo nó xuống đây đi heo. Rồi xong rồi mọi người. Giờ là chúng ta đã hoàn thành trò chơi con mực rồi đúng không? Thì giờ để coi hình như là mèo đã thắng 3 trận, còn một trận cầu kiến là cả 4 tụi mình thắng. Và cuối cùng tổng kết là tôi vẫn là người chiến thắng. Tôi thua hết tất cả các trò luôn mèo ơi. Trò này đúng là chơi thoát tim thiệt luôn á những bạn. Mèo nhanh nè, ở đây tôi còn nghe sợ té đái ở đây nữa nè mèo ơi. Ghê quá ơi. Chị Panda giờ chị muốn lấy 40 tỷ nữa không? Cho chị chơi lại. Thôi chứ muốn chơi đâu, chứ không muốn chơi trò nào trong đó, chị dùng dữ lắm rồi. Tôi sợ quá mèo ơi, tôi về đi. Ok mấy bạn những tín đồ của trò chơi con mực, mấy bạn thấy cái trò này hay cấp độ như thế nào hãy bình luận cho mình biết nha. Còn bây giờ mình sẽ ôm 40 tỷ về làm với mình thôi. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye. Video game chỉ mang tính chất giải trí, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật, không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay là đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam.